Cái gì? Ê, cái sân ngoài vườn đây. Hôm nay mới cắt cỏ xong. Đây là ruộng rau, trồng rau để ăn. Khi nào ăn gỏi cuốn hay là gì đó, ăn bún chả giò, lấy cái rau đây ăn. Đó, ngò đây, hành ngò không ngọt. Đó, mấy cái cây xà lách nhỏ đang lên này. Đây cây ngò con này. Đó, xà lách tím. Đó, cắt cỏ sạch sẽ hơn chút xíu. Đó, đây là cây cam. Cây cam nó đang bắt đầu ra nụ này, ra bông. Nghe đưa ra ngoài để chơi. Ở nhà, trong nhà nó chơi iPad suốt ngày. Nó lâu lôi ra ngoài cho nó bật động. Đây là cây quýt. Cây quýt mấy hôm nay nó không ra, là trái chút xíu. Và trái thành trái nhỏ xíu như trái tắc. Trong đây mình làm cái lồng này che để cho chim nó khỏi ăn mấy cái trái trồng dâu, nó lâu dâu ra trái chim nó bay xuống nó ăn hết, đậy lại. Ngồi đây ăn lai rai thôi, không có thời gian trồng nhiều, ăn vừa đủ, ăn bao nhiêu trồng mình chút xíu thôi. Đây là cái cây ổi của Ấn Độ, cây này gọi là gùa vè của Ấn Độ, quẹ nhỏ xíu bằng ngón tay thôi. Ở đây không trồng được ổi Việt Nam, một số người vẫn trồng được nhưng mà không bữa trồng được người được lên được một năm trời, gần được năm trời lên cao lắm, bằng người mình nó, xong bắt đầu mùa đông nó chết luôn, không thua luôn, không trồng. Chanh ở đây, chanh của Việt Nam này, có loại giống Việt Nam lắm, nhưng mà chanh là chắc là lai, chắc là bên Thái hay là bên đâu nó cây vừa vừa thôi, không cao. Mà cái này nó ra quẻ lai rai cả năm. Quẻ này khi nào cần thì hái một hai quẻ về ăn, còn nhiều quẻ thì hái bớt đi cho bớt. Đang đại quẻ rồi là quẻ nó đấy, bây giờ ăn được rồi. Đó. Vậy thôi. Xong bắt đầu nó ra bông tiếp này. Đầu mùa xuân bắt đầu ra bông từ từ, nó lại cái lai rai thôi. Trong cây thì lâu lâu mình tỉa cho nó sùm quẻ, nó lại không ra trái. Mà tưới nước không, bón phân chút xíu thôi, nhưng mà tưới vừa nước thôi nha, tưới nhiều quá là nó cũng chết. Là cây mà các loại cây chanh, cây kem ấy, các loại gọi là ấy đấy, cây có múi ấy, gọi là tưới nhiều quá mình cây nó sẽ chết á, mà lá nó vàng nhiều quá là sẽ chết. Thì lá nó xanh này là ok, nhìn để ý tùy theo mùa. Còn cây lớn này thì cây nó ổn rồi thì thường thường là một tuần tới lần ok. Mùa nắng thì từ tuần tới một lần hoặc là hai lần. Cây nó lớn nó ăn rễ xuống đất rồi, không cần nhiều nước. Cây nhỏ, cái rau thì cần tưới thôi. Đây là rau chăm quá trời. Còn đây là cây ớt này, mình trồng một hai cây thôi, trồng ra trái nhiều. Nó chưa ra, mình mới tỉa, mới cắt hết cái cành để từ nó bắt đầu mọc lại. Nó sẽ mọc lại ấy, xong bắt đầu nó sẽ ra hoa. Sau
kia là mấy cái xẻ này, mùa đông nó trụi hết trơn, từ từ nó sẽ mọc dần dần lại, bắt đầu mọc lại. Đây là cái set để mấy cái đồ vớ vẩn, đồ để làm vườn đó. Đó, cũ rồi, mình mua nhà ta đã có rồi thì để đây. Đây với cắt cỏ xong bây giờ để cái cục gạch nó bừa bãi. Đây là cái xẻ đây. Đây là cái luống này, luống dâu này, mình trồng dâu một cái dàn cho đây để có đến mùa ăn là nó ra lai ra, ngày nào cũng có ăn nha. Đó, hay lắm. Ở bên này trồng dâu cũng dễ, nó sống được mấy năm á. Đây bắt đầu nó ra hoa ra bông này, xong khoảng một tháng sau hoặc là vài tuần là bắt đầu là có trái từ từ rồi. Đó, một năm nó có hai ba mùa là cơ bản. Mùa đông thì nó sẽ không phát triển được, chậm. Dâu vầy là một luống đây, để đây thì khi nào nó ra trái bắt đầu là phải lấy cái này chụp lại, cái lồng mà chụp lại này, không là chim nó bay vô nó ăn hết. Đó, nghe nghe thấy chim nó kêu. Chim thì nó đấy, mấy cái cây đấy thì nó tối nó bay về, chiều tối bay về, bên sáng thì nó bay đi kiếm ăn. Đó, nó vẫn loanh quanh đây vài con thôi, nhưng mà nó vẫn đi hết kiếm ăn rồi, ban ngày đi kiếm ăn, tối quay về. Đây là đồ để tưới cây này, à, vòi, mấy cái chậu cây nhỏ này, trồng tỏi, trồng lung tung này, ớt này, rau thơm này, dâu này, cũng có một vài cái dâu đây, trồng ít thêm ít dâu, trồng lung tung vậy đấy, không được bán nhiều trồng. Đó, này rau thơm, rau gì này, xà lách vài cây, thêm ít dâu đây nữa, ở đó. Đó, đi ra phía ngoài này, phía trước đây. Bữa nào mới cắt cỏ và dời xe ra ngoài rồi. Thùng rác đây nó có, đây có lại là thùng rác rác bình thường này, 120 lít. Một tuần người ta đổ rác một lần thôi. Là trước đây mình đã trồng mấy cây hồng này, vườn hồng. Vừa mua nhà về cái là cách đây mấy năm, 5 6 năm gì đấy. À, mua trồng hứng thú, hào hứng mua hồng về trồng, hoa hồng về. Đèn cây cây này thì đầu phía đầu là to hơn mấy cây kia, nó bị còi. Tại vì có mấy cái cây hàng xóm, mấy cây những cái kiểu mà gọi là cây gì ta, bạc đèn hay cái gì này, nó gần đây nó hút hết chất mấy cái cây này, mình trồng nó lên không nổi, gốc và gần cây lớn nó lên không nổi. Xe xe này, họ xe thì đất thì nó lớn được tốt hơn. Nó bắt đầu ra nụ bông ra, nó có bị mấy cái con muỗi này nó nhiều quá trời này, phải mua thuốc về về xịt thuốc, mấy cỡ thuốc gọi là dầu dầu xịt cho nó trơn, nó bay ra, không có thịt hóa chất mà loại mà nó dầu nó ấy thôi, gọi là hồi hữu cơ ấy, organic. Ở nhà thì một người bị dị ứng hoa cho nên không trồng nữa, không có đầu tư trồng hoa nhiều, nó ra bao nhiêu ra thôi. Ngày xưa mới mua về 1 2 năm mà bón phân vô nó ra nhiều lắm, bây giờ bắt đầu ra này, nó đang chuẩn bị chắc là 1 tháng các bạn, có 1 2 tuần sau bắt đầu ra ra nụ 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 nhỏ này đó. Cái này là chắc là cái nụ còn là chắc ra ra cái hạt quá, hạt để trồng dọc cây con mà mình trồng sẵn thôi. Ở đây mua sẵn cái cây nó cao từng vậy rồi mình trồng thôi, về nhà cắm vào đất trồng tiếp. Với lại cái loại là hồng, gọi là hồng loại standard, gọi là loại bình thường trồng vậy này. Cây như vậy cắm cái phải có cái đồ, cái chống để đỡ nó, từng cây có một cái chống bằng sắt. Nó cây sắt hồi xưa cây một cái gỗ được 5 2 năm bắt đầu nó mục, nó gãy,
gió thổi nó gãy luôn. Giờ một cây sắt, cái sắt cây khoảng cỡ mét mét mấy mét rưỡi này, đóng một nửa xuống dưới đất đấy, đóng gần một nửa, còn trên này như vậy mình buộc vô cái cành, buộc vô cái sắt thì buộc bây giờ nó bền lắm, chắc là ok thôi. Nó có bung mà chỉ bung cái dây kẽm mà dây thép mà mình buộc lại thôi. Ở đâu lớn quá thì mình phải nới dây kẽm ra. Nói chuyện không thì có nhiều hồng, cái gốc hồng nó to, nhiều người to bằng nhiều người cái chỗ cái to cả gần cổ tay đó. Còn cái này là mới nhỏ thôi, cái này được 4-5 năm thì nó nhỏ. Có người cả mấy chục năm to. Có người trồng cả mấy chục năm. Hai đứa đó. Con nít nó thích chơi, đó nó chơi. Để nó ở trong nhà nó chơi chơi iPad nhiều hại mắt. Lại nó không có năng động. Chị go, em phải go. Bụng này thì cũng yên tĩnh. Ở đây thì mỗi người mua nhà ở chỗ khác nhau, mỗi người sở thích khác nhau. Nhiều người thích mua gần chợ, nhiều người thích gần trường học, mọi người thích gần xe lửa. Nhưng mà gần chợ búa, nhiều chợ thì nó cũng ok. Nhưng mà nhiều chợ búa hay là mấy cái chỗ nó hơi bị lộn xộn, một số chỗ thì ok, một số chỗ thì nó lộn xộn, không an ninh. Với lại những cái chỗ mà nhiều cái tỷ gọi là trộm cắp nó gọi tệ nạn hơn, một số chỗ thì tốt hơn. Thì mình chỗ nào mình ăn gọi là an toàn chút xíu, giống như là chứ đừng có mua, mình không thích mua mấy chỗ mà nó không an ninh, sau này lâu dài nó không tốt cho nhiều người thích cũng muốn mua nhà chỗ trường học. Trường học nó tốt thì nhà chỗ thường thường là nó sẽ mắc hơn. Trường học tốt nó sẽ mắc rất là mắc hơn. Đấy, cái chỗ này là đựng rác nữa này, rác này là có lẽ rác cái màu xanh lá cây này là đựng cỏ này, mấy cái rác cây cỏ cắt bỏ vào đây, cỏ xong bỏ đây, mấy cái trái cây cũng được bỏ vô, ăn xong bỏ vỏ vào đây thì nó cho phép bỏ vỏ. Còn cái màu vàng này là mấy cái gọi là recycle, nghĩa là giống như là ve chai ở Việt Nam ấy, mình xài được á. Thì giấy hay là mấy thứ chai lọ bỏ vào đây đầy luôn. Hai cái này thì cứ 2 tuần mới cho đổ một lần. Một tuần thì đổ rác cây, một tuần sau thì đổ gọi là recycle, mấy cái thùng, mấy cái chai lọ. Đấy, nhà đây phía trên cổng, cái cổng cũ thì để vậy thôi. Thực nhiều nhà mấy khu nó cũng chẳng làm cổng nữa cơ, để bình thường, để không vậy. Nhiều chỗ rất là tốt, không cần, không sợ trộm cắp. Nhà bên hàng xóm đây, nhà hai ông bà Tây, ông bà già nó chắc là 70 tuổi. Bên này là nhà người ta cho thuê bên nhà người, cho nên nhìn không gọn gàng đâu. Trước mặt ở có ông kia, ông đang đi bộ này, ông tập thể dục. Ở đây nhiều người thích gọi là rất là thích tập thể dục. Sức khỏe là người ta quý trọng sức khỏe lắm. Làm gì làm nhưng mà tập thể dục một ngày là phải tập 1 tiếng hay nửa tiếng. Tây trên Tây thì nó rất là hay. Còn mình thì lười, mình không tập. Thỉnh thoảng nó đi bộ ra công viên. Đó, bên trên là bên dưới đây là cái công viên.
bãi đất trống của chính phủ thôi. Còn ở bên kia đường, đó bên kia đường là đi về phía trạm xe lửa đấy. Thấy không? Đi ra trạm xe lửa mà đi tắt, đừng đi bộ đi tắt ra trạm xe lửa đây đấy. Bạn thấy không, trạm xe lửa. Cái đường ray bên kia có mấy người kia theo ra con ra chơi trước sân. Chạm xe lửa ngay mình đi 200 mét tới, gọi là chạm xe điện đi đến thành phố, đến trung tâm thành phố. Đường này đường cụt rồi đó, thấy bạn thấy đường cụt cho nên nó an ninh lắm. Người khác vô là biết ngay. Đây thì mình thích chơi cái đường, mua cái đường cụt nó có rẻ, nói chung có rẻ hơn so với cái đường khác. À mà người Việt Nam thì nhiều người Việt Nam lại không thích đường cụt, bảo là giống như là mấy, gọi là mấy cái gọi là phong thủy hay là mê tín cái gì đấy. Nhưng mà mình thích cái đường cụt tại vì nó sẽ an ninh. Mà đường cụt mà nó ngắn quá hay là nó không có tiện và kinh quá thì không có tốt thôi. Còn cái đường cụt mà nó đậu xe hay là dễ đi lại thì tốt an ninh thôi. Là mà Jackie nghịch cát à. Ồ, cái máy này là máy ga này, đo cái ga về ga để sưởi để nấu cơm ở bếp. Còn cái cục này là cục gì nhỉ? Cục điện, cái ổ điện đấy. Cái này mình xài cái ở trong nhà thì có gọi là cái heater, cái là cái sưởi thì toàn nhà, nhưng mà nó không có máy lạnh được, nhưng mà mình gắn thêm 12 cái cục gọi là cục máy lạnh rời này. Thì hai phòng, phòng khách và phòng ngủ thôi. Rồi như vậy thôi, hôm nay là ngày cuối tuần cho nên lòng vòng có ra, thì bình thường cũng không có ra ngoài nhiều. Ai đã biết nhà đấy thôi, khi nào đi chợ đấy thì đi thôi. Rồi, ok, chào các bạn, chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào.